Em xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn, và tiếp tục hành trình ở khu vực Tân Định ngày hôm nay. Mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi dạo quanh khu vực chợ Tân Định và xem lại những con đường mà nơi đó có rất nhiều kỷ niệm cũng như ký ức tuổi thơ của cô chú anh chị một thời sinh ra và lớn lên, một thời gắn bó ở vùng đất Tân Định này. Và chúc mừng anh chị, đó là chợ Tân Định. Và bây giờ là cũng hơn 10 giờ sáng và chúng ta xuất phát từ đây, mình sẽ vòng qua con đường Nguyễn Hữu Cầu theo hướng bên đây, rồi vòng qua đường Trần Khắc Chân, rồi mấy con đường xung quanh ở chợ Tân Định này, thể theo lời yêu cầu của rất nhiều của chú anh chị. Thì hôm nay ở một nơi xa, cái thành phố nào đó, một cái đất nước nào đó, tỉnh nào đó, thì chúng ta khi mà đọc báo chí thì thấy tình hình Sài Gòn nó điều hiu vắng lặng, thì với rất nhiều rào chắn và dăng dây phong tỏa, thì hôm nay chúng ta cùng đi xem những hình ảnh thực tế này để mình thấy được cái khu xóm của mình ngày hôm nay nó như thế nào ha. Nó có giống như báo chí đồ đang nói hay không, mình thấy nó thực tế hơn, rõ hơn. Và đây là con đường Nguyễn Hữu Cầu, phía bên mặt bên cửa nam của chợ Tân Định. Đi theo con đường Nguyễn Hữu Cầu này, chúng ta sẽ đến giao lộ Trần Khắc Chân để xem con đường Trần Khắc Chân ngày hôm nay như thế nào ha. Đây là đường Thạch Thị Thanh, con đường ngắn thôi. Và ở Tân Định này cũng có rất nhiều ngôi nhà rất là xưa và rất là đẹp, như ngôi nhà này thấy cái giống như cái biệt thự ngày xưa đó, ngày nay họ cũng làm lại cho nó còn chút gì của hoài cổ. Để coi con đường Trần Khắc Chân ở đâu. Bên đây là giao lộ Nguyễn Phi Khanh với lại Trần Quang Khải. Mình đi phía bên kia. Đây là Nguyễn Phi Khanh bên đây. Rồi Trần Quang Khải phía bên đây. Mình đi thẳng bên đây là như là Trần Khắc Chân. Không ta? Đúng rồi. Đây là giao lộ Trần Khắc Chân. Trần Khắc Chân với lại Trần Quang Khải. Hướng Trần Quang Khải này đi ra đường Hai Bà Trưng cũng như là khu chợ Tân Định đó. Để mình xem con đường ngắn này thôi, số 69 và số 71 phía bên cánh trái, thì bên trái là đang số lẻ ha, không phải là số chặn. Mấy trước thì mấy lúc trước thì cũng có đi đi bộ vòng quanh khu con đường này, nên đã có nhận lại cái comment của rất nhiều của chú anh chị ở khu vực này. Một khu mà có chợ, có những hàng ăn xung quanh ở đây. Và mình nhìn lại những hình ảnh ở số 17 nè. Đây là giao lộ Đặng Dung. Đặng Dung với lại Trần Khắc Chân. Đường này thì có ngôi chợ ven đường, nhưng mà do là dịch bệnh nên chợ ven đường thì cũng đang tạm ngưng hết rồi. Bên trái là số 23 rồi. Thẳng này, đường này bên kia là cầu sắt đi qua bên Hoàng Sa, Trường Sa đó. Đi ngang qua dòng kênh Du Lộc,
bên phải là số 38. Bên trái là số 47 rồi. Nhà số 67 và 69 đây, ngay gốc cây. Ngay gốc cây rất là mát. Nhưng mà ngôi nhà bị cái cây, cái bàn này che rồi. Kế bên thì có nhà số 71. Chúng ta nhìn qua hướng này ha. Nhà ngay cái cây là số 69, ngày nay chắc có lẽ cũng mới xây lại. Nhìn kiến trúc này là biết nhà mới rồi. Nhà xanh xanh này là 71 nè. Và cái bên là có hẻm 71. Hẻm này cũng ngắn thôi. Hẻm này nhỏ. Tới số 73. 73 với lại 71 thì cách nhau cái hẻm. Cái bảng nhà salon Hồng Ngọc nè. Cái bên là 75, nhà xanh xanh. Đi tới tí là giao lộ Trần Khánh Dư với lại Trần Khát Chân. Bây giờ mình sẽ đi thẳng hướng đằng kia tới cuối đường, xong mình vòng trở lại rồi đi vô hẻm số 71 này xem sao ha. Để anh chị nhìn thấy toàn cảnh tổng quát con đường Trần Khát Chân này. Rồi mình đi vô cái ngõ hẻm của những ngôi nhà của anh chị đi ngang đó để xem nó như thế nào. Hơn 40 năm rồi thì khu xóm này chắc có lẽ cũng rất là thay đổi, với rất là nhiều nhà cao cửa rộng, nhà đẹp. Theo những tư liệu ngày xưa mà em tìm hiểu được thì khu này rất là nhiều ao rau muống, rồi đất trống rất là rộng rãi. Nhưng bây giờ Tân Định là vùng đất có giá nên thành ra tất đất tất vàng. Phía bên kia là cầu sắt, cầu Trần Khánh Dư đi qua Hoàng Sa, và số cuối là số 115 Trần Khắc Chân. Khu vực này chắc lẽ của họ Trần hay sao, Trần Khánh Dư, Trần Khắc Chân, Trần Tuấn Khải. Những ngôi nhà đậm chất ngày xưa vẫn còn sót lại. Ngôi nhà thấy dễ thương nè, ngôi nhà màu tím, yêu màu tím, thích màu hồng. Mình đây là con đường Trần Khánh Dư. Rồi mình sẽ đi vòng vô hẻm rồi mình vòng ra đó ha. Đây là hẻm 71 đây. Đối diện hẻm nè. Những căn nhà này không biết cô chú anh chị có hình dung không, đối diện căn nhà của chúng ta. Để xem ngày hôm nay ở trong hẻm này nó như thế nào ha. Hẻm này cũng hơi nhỏ. Có nhiều salon tóc quá. Ủa? Hẻm hẻm cùng hả ta? Hẻm này hẻm cùng đó. Ra đây thông ra đường Trần Khánh Dư nè. Còn hẻm chỉ vừa chiếc xe máy nè. Trong buổi tối đóng cửa nè.
ra đây là đường Trần Khánh Dương. À, hẻm nãy cũng không phải là hẻm cùng, cũng có đường thông ra ở cuối đường, thông ra Trần Khánh Dương ở cuối đường. Nhưng mà em không biết. Em quẹo phải trước. Sợ đi cuối hẻm rồi cái không có khó hoành lại. À, đây là khu vực Trần Nhật Duật. À, giao lộ Trần Nhật Duật nè. Khu xóm chùa. À, mình sẽ quẹo phải vô khu xóm chùa nha. Ủa không phải, khu này không phải xóm chùa. À, quẹo phải này ra đường Như Hoàng Sa. À, phía trước chúng ta đó là đường Hoàng Sa. Hoàng Sa cặp theo dòng kênh Nhiêu Lộc. Trả là số 55, bên phải là chung cư của khu 10F, số 10 Trần Nhật Duật. À đúng rồi, đây là khu chung cư nè. Vòng trở ra, vòng trở ra tiếp tục con đường họ Trần khác. Hôm nay đi xung quanh khu khu đường họ Trần ha. Không hiểu sao ở đây tập trung rất là nhiều người mang tên họ Trần, không biết họ có liên quan gì nhau không. Họ Trần với họ Đặng, Đặng Dung, Đặng Chất. À, nhà hàng MTV số 53. Rồi quán trà đặc sản miền Trung, trà Quế. À, qua đây Trần Trần Quý Khách. Giao lộ Trần Quý Khách nè. Đầu tiên em đi những con đường khu vực họ Trần. Ồ, bây giờ nắng ghê không? Em thấy ra đường Trần Quý Khách nha. Bên phải là số 4A, bên trái là số 3. Lần đầu tiên em đi vô khu đường Trần Quý Khách này luôn. Mặc dù đi ngang con đường Trần Khánh Dư cũng mấy lần, con đường Trần Nhật Duật cũng mấy lần, nhưng mà con đường Trần Quý Khách này là lần đầu tiên. Không biết có cô chú anh chị nào ở khu vực này không, mà ngày nay ở các đất nước khác hoặc là các tỉnh khác, không biết khu vực này ngày xưa nó như thế nào ha. Và rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn comment theo dõi, rồi cho những cái comment rất là ý nghĩa, vì những các bạn trẻ sau này xem rồi họ cũng biết được cái khu vực đó ngày trước nó như thế nào, vì có xưa thì mới có nay, có ngày nay mình nhớ lại ngày xưa, ghép cái khung cảnh của ngày xưa vô cũng rất là vui, cũng rất là hay. À, và đây là đường Nguyễn Lâm, quẹo phải Nguyễn Lâm là đi vô xóm chùa. À, mấy lúc trước em cũng có đi con đường này, đi bộ vô xóm chùa để hỏi thăm nhà của người bạn của anh Danny, nhưng mà không gặp. Bên đây nhớ trước cái khu này như cũng rất là cây rất là lớn, nhưng mà sao giờ thấy ít cây lại rồi, giờ nắng quá trời. Qua đây là Nguyễn Lâm đi thẳng ra Trần Tuấn Khải nè. Mình sẽ quẹo con đường Đặng Chất nè.
Và đây là những cái cơ quan ngày xưa và ngày nay hình như là võ quan nè, không biết cái cơ quan gì. Ngày chủ nhật đường xá trống trải, em đi quay vài clip để dàn nấp trong tuần, tại vì bây giờ tình hình dịch bệnh nó cũng phức tạp, thành ra tranh thủ có tiện đường đi đâu thì quay luôn. Như hôm nay thẳng đi mua kiếm chỗ nào vắng vắng rồi mua nước tương nước mắm để dành ăn, chứ nhà cũng hết rồi. Qua đây là đường Trần Nhật Duật ha. Những con đường này rất là đẹp vì nhà cửa rất là lớn, hoa rồi cây nói chung cũng rất là xanh mát, nhưng mà do là trưa nay nắng quá, giờ cũng khoảng 11 giờ. Mình vừa qua Đặng Dung đó. Ở đây là Trần Quang Khải, khu Đình Phú Hòa. Đường này đường một chiều mà cũng có người đi, đã quen. Và video clip ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và cảm ơn những cái comment, đóng góp ý kiến nhiệt tình của cô chú anh chị. Thông qua đây em xin kính chúc toàn thể cô chú anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và video clip sẽ kết thúc ở con đường Trần Quang Khải này, con đường rất là đẹp, rất là mát.